không phải là chúng ta ăn hàng ngày mà chúng ta sẽ ăn theo đơn vị tuần. Thì trứng thì có thể ngày chúng ta ăn 2 quả trứng là ok. Vâng, xin kính thưa tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của bác sĩ Trường. Ngày hôm nay tiếp tục về cái chủ đề cho những người có mắc một cái bệnh lý nhỏ, đó là mỡ máu cao. Cái bệnh lý này thì mọi người cũng rất là hay gặp, nhất là những người có lứa tuổi khoảng trên 40 tuổi thì cái chế độ ăn cũng như chế độ sinh hoạt tập luyện của chúng ta nó có bị ảnh hưởng, và thêm cơ thể của chúng ta không thể bù trừ được lại những cái ảnh hưởng đó, thì cơ thể nó bắt đầu phát ra những cái tình trạng, và một trong những cái số đó đó là cái mỡ máu của mọi người nó tăng cao. Thì ngày hôm nay thì chúng ta nói về các cái thức ăn dành cho mà người mà bị mỡ máu cao. Thì cái nhóm thực phẩm thứ nhất đó là các cái loại rau, bao gồm rau sống, rau làm salad, rau luộc, rau xào, rau hấp. Rồi, thì những cái loại rau đó, nhưng mà chúng ta nên ăn tốt nhất là sống. Thứ hai đó là có thể là hấp hoặc luộc. Đấy, thường thì hấp á, thì cái nước nó ít chảy đi thấm ra ngoài, nó đỡ mất vitamin hơn. Nhưng mà luộc hấp gì nó cũng tương tự. Chúng ta không nên chiên, bởi vì chiên thì nó ngập dầu. Chiên nó lại quá nhiệt thì nó gây mất cái vị. Hoặc là nướng chẳng hạn, nướng thì nó thường nó có khói, rồi nó cũng nóng hơn bình thường. Cái nhóm thức ăn thứ hai đó là những cái loại quả, những cái loại củ để ăn ở trong bữa ăn. Ví dụ như là quả cà chua, ví dụ như là củ cà rốt, ví dụ như là củ hành tây, hành tím, củ tỏi. Thì cái loại đó nó tương tự như cái rau. Đó là nó cung cấp năng lượng không có cao, mà nó lại cung cấp chất xơ nhiều. Nói loại trái trong các bữa ăn thì nó khác với các loại trái mà chúng ta ăn gọi là ăn chơi, ăn tráng miệng hoặc là ăn bổ sung. Thì chúng ta sẽ kể cái ý thứ ba, đó là những trái mà chúng ta ăn bổ sung, ăn tráng miệng, bao gồm là trái ổi này, thanh long này. Rồi, cái trái cây mà nó ở trong nhóm mà nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, đó là các cái loại trái mọng nước. Ví dụ như là trái cherry, trái cherry, kiwi, cà chua, hay là chúng ta ăn cam, ăn quýt, ăn bưởi, rất là tốt cho người mỡ máu luôn. Rồi chúng ta đến nhóm cái thực phẩm thứ tư, rất rất là tốt cho người bị mỡ máu, đó là nhóm cá biển. Bởi vì sao cá biển nó tốt? Nãy giờ chúng ta mới kể về các cái thành phần chất xơ, và có thể là thêm chất đường ở trong đó hoặc là tinh bột ở trong đó. Nhưng mà chúng ta đang thiếu protein thì cái protein từ cá biển nó cực kỳ tốt. Nên là mọi người ăn cá biển đi nhé, tốt lắm. Có thể chọn ở đó là cá hồi, có thể chọn đó là cá thu, cá trích, cá mòi, cá ngừ. Những cái loại mỡ cá đó nó sẽ có chứa một cái lượng omega 3 cao. Thì chúng ta có thể ăn các loại cá biển, và hải sản biển cũng rất là tốt. Cái lượng protein nó cung cấp cũng rất là tốt. Cái nhóm thực phẩm thứ 5, nó cũng thuộc cái nhóm thực phẩm gọi là có thể ăn hàng ngày, cực kỳ tốt cho sức khỏe, nhất là những người bị mỡ máu và những người tăng cân béo phì, cũng như người bị tái tháo đường. Đó là cái nhóm thực phẩm liên quan tới các loại ngũ cốc nguyên hạt, các cái loại hạt tốt cho cơ thể như là hạt ốc chó, hạt hạnh nhân, cũng như các loại ngũ cốc nguyên hạt. Ví dụ như là lúa mạch đen, lúa mì nguyên cám, gạo nguyên cám. Thì đó là những cái loại mà ngũ cốc nguyên hạt chúng ta có thể ăn, và nó giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại các cái tình trạng liên quan tới tăng cái đường huyết nhanh, cũng như là tăng cái mỡ máu. Thì đó, mọi người có thể chọn ngũ cốc nguyên hạt. Và trong cái tháp đồ ăn thì cái ngũ cốc nguyên hạt là cái người ta để dưới cùng, có nghĩa là nó cần một cái lượng bổ sung hàng ngày. Vì đây là nó cung cấp năng lượng, mà ngũ cốc là nó cung cấp một cái lượng protein và tinh bột. Thường đa số đó là tinh bột. Thì mọi người ăn tinh bột từ cái ngũ cốc nguyên hạt nó sẽ tốt hơn so với chúng ta ăn cơm trắng hay là ăn xôi. Cái nhóm thứ 6 đó là những cái loại dầu thực vật chứa omega 3 nhiều ấy. Cái dầu thực vật mà chúng ta hay ăn hàng ngày, ví dụ dầu đậu phộng, dầu đậu nành, dầu mè, thì thường nó chứa omega 6 nhiều. Thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà muốn cho người mỡ máu tốt ấy, thì chúng ta ăn những cái loại dầu mà chứa omega 3 nhiều. Ví dụ như cái dầu hạt cải này á, là nó chứa omega 6. Thì Trường mua dầu hạt cải này Trường để chiên xào các cái đồ. Nhưng mà ví dụ ăn salad thì Trường sẽ dùng cái dầu ô liu và cái dầu quả ốc chó. Cái thứ 7 đó là trứng, phô mai và thịt gia cầm, thì cung cấp một cái lượng protein từ động vật, nhưng mà nó không
quá là ảnh hưởng tới cái mỡ máu như thịt đỏ. Ví dụ như là trứng với lại phô mai thì nó cũng cung cấp một cái lượng protein rất là lớn, thì mọi người có thể ăn, không phải là chúng ta ăn hàng ngày mà chúng ta sẽ ăn theo đơn vị tuần. Thì trứng thì có thể ngày chúng ta ăn hai quả trứng là ok. Cái lượng cholesterol ở trong lòng đỏ nó vẫn có, nhưng mà nó không có kiểu mà mọi người ăn nó bị thừa đâu. Thì đạm từ cái loại thịt trắng, ví dụ thịt gà, hay là từ trứng hoặc là sữa, thì nó lại cũng ít có nguy cơ gây ra các cái tình trạng mà tăng mỡ máu, nên mọi người có thể ăn cái nhóm thực phẩm từ đạm đó. Đó là đạm động vật. Thì chúng ta nói về đạm động vật thì chúng ta nói về cái nhóm thức ăn thứ 8, đó là đạm thực vật. Thì đạm thực vật nó cũng rất là tốt, mặc dù cái đạm thực vật ấy là nó không có tốt bằng cái đạm động vật nếu mà chúng ta tính về cái axit amin. Nếu mà so về các cái loại axit amin để cơ thể chúng ta hấp thụ trong 20 loại axit amin ấy, thì từng cái loại thực vật khác nhau cung cấp đạm nó sẽ không cung cấp đầy đủ được. Nếu mà chúng ta ăn nguyên một miếng thịt là nó đầy đủ các cái loại axit amin mà chúng ta cần luôn. Nhưng mà ví dụ chúng ta ăn cái hạt đậu xanh thì nó cung cấp cái lượng axit amin riêng của hạt đậu xanh, thì chúng ta cần thiết là phải bổ sung thêm, ví dụ như là đậu nành, đậu xanh, đậu bắp, rồi các cái loại đậu khác để nó cung cấp cái lượng protein đủ cho cơ thể của chúng ta hấp thu đủ cái axit amin. Đấy là như vậy. Thì đó là cái nhóm protein từ thực vật. Thì đó, Trường phân tích như vậy đối với 8 cái nhóm thức ăn mà mọi người nên ăn khi mà bị tình trạng mỡ máu.